Cô chú anh chị em và các bạn ơi, đây là cái tô phở vịt quay chay nè. Ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách nấu món phở vịt quay chay. Món này mình nấu để thay đổi khẩu vị cho gia đình ăn rất là ngon miệng. Mình ăn sáng, ăn trưa hoặc là ăn tối đều ngon luôn. Đủ dinh dưỡng. Mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món ăn chay hôm nay. Để nấu món phở chay thì mình cần phải có nước dùng. Mình sẽ cắt củ quả để nấu nước dùng ha. Đầu tiên là một miếng cà rốt này 100 g này, mình tỉa hoa cho đẹp hoặc là mình cắt theo sở thích gia đình. Hoặc mình không cần tỉa hoa, mình có con dao trắng mình chắn như thế này cũng rất là đẹp nè. Cắt cái cà rốt này xong mình đã chuẩn bị sẵn cái nồi nước sôi, mình cho cà rốt vô mình hầm trước. Tiếp đến là cái củ cải 100 g, cái phần trọng lượng nguyên liệu các bạn tham khảo trong phần mô tả. Mình hầm cà rốt được 5 phút rồi, mình cho cái củ cải này vô mình hầm sau. Củ cải rất là nhanh chín. Một củ su su 150 g. Su su này mình cũng dùng cái cây trắng này mình trắng ra nhìn cho đẹp mắt. Cho cái quả su su vô mình hầm luôn. Ở đây mình có thêm 100 g nấm bào ngư xám đã rửa sạch ngâm nước muối rồi. Thêm 100 g nấm rơm cũng đã rửa sạch ngâm nước muối. Nói chung là nguyên liệu mình đã sơ chế xong hết rồi. Nấm bào ngư lớn thì mình xé miếng vừa ăn. Xé xong rồi mình vắt cái nấm bào ngư này cho ráo nước. Nấm rơm á, cái nào lớn á thì mình cắt đôi ra. Rồi mình băm chừng 5 đến 10 g cái hành ba rô để mình xào nấu. Rồi thêm một cái củ hành tây cắt đôi ra một nửa để mà chút nữa mình cho vô mình hầm cho nước ngọt. Còn nửa củ này mình cắt lát mỏng để nêm vô phở. Ở đây mình cắt sẵn một cái dĩa chanh ớt và rau ngò rí ngò gai để nêm phở, cho cái hành tây sắp lát mỏng vô đây luôn. Nhiều quá mình cắt thêm mấy cái hành tây này mình xào. Đập thêm vô một cái tép xả. Rồi sơ chế xong hết cái nguyên liệu rồi, tiếp đến bắt cái chảo rang lên, mình rang một thanh quế chừng 5 g, thêm mấy cái hoa hồi thơm lắm cho vô chừng 3 tay. Rồi rang cái hoa hồi cái quế này thơm rồi mình tắt bếp đi. Tiếp đến mình bắt lên cái chảo cho vô một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho cái hành ba rô tươi thơm lên. Cho cái thanh quế vô nè. Hồi luôn nè. Rồi mình xào chung luôn. Bẻ cái thanh quế này ra đi. Nó thơm. Rồi hành xả quế và hồi dậy mùi thơm mình cho cái nấm bào ngư vô. Xào khử cho hết cái gì hết, còn nấm bào ngư chừng 1 đến 2 phút. Rồi nấm bào ngư săn lại dậy mùi thơm mình cho tiếp nấm rơm vô. Xào chung luôn. Rồi mình xào 1 đến 2 phút. Vậy mùi thơm này mình giảm lửa đi, tiến hành nêm 2/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm chay, 1 muỗng cà phê đường phèn, bạn nào có ăn bột ngọt thì mình nêm thêm bột ngọt, 1 muỗng cà phê dầu hào chay, nửa muỗng canh nước mắm chay, nửa muỗng canh nước tương,
Rồi mình bật bếp lên trở lại. Trộn cái nấm này. Trộn qua trộn lại sơ sơ như thế này thôi ha. Vì mình xào khử cũng đã dậy mùi thơm rồi, hết vị ăn hắc rồi, không cần phải nấu lên, tại vì trong này có cái đường phèn á. Mình nấu thì sẽ bị cháy hết cái đường phèn, rồi mình tắt bếp. Rồi mình quay trở lại cái nồi nước dùng. Có bọt có thì vớt bọt. Nấu chừng 1,5 lít nước cho 4 đến 5 tô phở, hoặc là các bạn thích ăn nhiều nước hay ít nước theo sở thích gia đình. Rồi mình cho cái phần nấm và hồi cũng như là sả, nói chung là hỗn hợp nguyên liệu vừa xào xong á, vô cái nồi phở này mình nấu. Rồi cái nồi nước dùng sôi lên, mình xem có bọt không thì mình vớt bọt này. Đồng thời mình nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình. Rồi cái nồi nước dùng phở vịt quay chay đã xong rồi nè, chưa có thấy vịt quay chay đâu hết á, mà cái nồi nước dùng này đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Rồi phở chay thì không thể được phở ha. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái dĩa phở này, thêm một cái rổ rau ăn kèm nè, ngò rí để nêm, ngò gai, ngò ôm, rồi rau quế, cũng như là giá, phở không thể thiếu giá được á, có giá rất là ngon. Và thêm húng cây nè. Bạn nào thích ăn giá trụng thì mình trụng giá ha, mình thích ăn giá sống nên mình cho giá sống luôn. Rồi gấp một ít phở. Có bọt thì mình vớt bọt ha. Rồi múc một cái tô phở chay. Món nước dùng thì mình chan vô cái cành tô như thế này nè, để cho cái nước dùng nóng dai ngon hơn. Thơm ngất ngây trời mây. Rồi múc phở xong rồi mình rắc vô một ít tiêu xay, một ít cái hành phi, hành ba rô á các bạn, thêm mấy lát hành tây ha, rau thơm nêm, rau ngò gai và ngò rí, rồi thêm 1 đến 2 lát ớt. Mình ăn phở mà có cái ớt này nè rất là thơm ngon, mình cũng trang trí vô lát ớt đỏ cho đẹp mắt. Món vịt quay chay nè không thể thiếu được trong cái món phở vịt quay chay ha. Và cái vịt quay chay này á, mình cho vô cái tô phở mình ăn luôn, hoặc là mình cho riêng, vì là đây là chay nên mình cho mình chan nước vô thì nó sẽ rã ra ha. Và cái cách đó mà làm cái món vịt quay chay này đã phát sóng ở trên kênh rồi, bạn nào mà chưa xem thì đi vào phần mô tả mình ghim đường link, các bạn click vào để xem. Hoặc là mình xem xong cái phở chay này thì mình sẽ xem phần tiếp theo để biết được cái cách làm vịt quay chay ha. Đó là bạn nào chưa xem thì mình xem, còn bạn nào xem rồi biết công thức thì không cần xem cũng được, mình cho vô trong cái tô phở luôn. Wow, quá xá hấp dẫn luôn. Rồi cho thêm cọng ngò rí vô cho đẹp mắt. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách nấu món phở vịt quay chay đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng nấu món phở vịt quay chay này ăn ngon miệng. Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon. Bạn nào chưa xem cái cách mà làm vịt quay chay á, thì tiếp tục xem phần còn lại. Cô chú anh chị em và các bạn ơi, đây là món vịt quay chay làm xong quay ăn liền không cần phải hấp. Để làm món vịt quay chay đãi tiệc làm xong ăn liền không cần phải hấp á, thì ở đây mình có 300 g nấm đùi gà đang ngâm trong nước vo gạo. Mình đem đi xả. Rửa nấm này cho sạch ha. Trước khi mình ngâm cái nấm đùi gà này trong nước vo gạo á, thì mình rửa sạch rồi mình ngâm. Mình cho vô một chút xíu muối nữa mình ngâm cái nấm đùi gà để giảm đi cái vị hăng hắc. Rồi rửa sạch rồi mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái nồi nước sôi, cho vô nửa muỗng cà phê muối,
mình cho ba cái nấm đùi gà 300 g vô, mình luộc chờ cho nấm chín tới luôn. À, mình đậy nắp lại, mình luộc chừng 7 đến 10 phút là nấm sẽ chín tới ha. Trong khoảng thời gian 10 phút chờ cho nấm chín thì mình pha rửa 3 miếng sườn lông chay đã ngâm nở ra như thế này nè. Mình ngâm vừa nở là mình xả rửa, chứ đừng có nở quá thì mình làm cái vịt quay chay sẽ không có được ngon giống như ý ha. Cho thật là kỹ, 5 đến 6 nước cho nước trong như thế này. Mình cho những cái túi vải ra đăng này. Mình dắt cái sườn lông chay này càng ráo nước đó thì càng giảm đi cái vị hăng hắc của sườn lông chay, khi mà mình làm món vịt quay chay sẽ thơm ngon hơn. Dắt ráo nước rồi á, mình tách cái sườn lông chay làm hai, nhưng mà mình tách làm hai như thế này thôi nè, chứ không có tách rời hẳn ha. Rồi mình lần lượt tách cho tới hết. Rồi mình tách xong 3 miếng sườn lông chay rồi, tiếp đến mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái chảo nóng lên rồi, mình cho vô một chút xíu dầu ăn, chừng nửa muỗng canh, cho vô một chút xíu hành ba rô cho dậy mùi thơm. Hành ba rô dậy mùi thơm rồi á, mình cho cái sườn non chay vô, mình áp chảo. Áp chảo như thế này á nhằm mục đích cho cái sườn non chay hết đi cái vị hăng hắc, đồng thời á khi mình làm cái món vịt quay chay sẽ dai ngon hơn. Đồng thời mình áp chảo sơ như thế này, cái miếng sườn non chay khô ráo khi mình làm cái món vịt quay chay sẽ dễ kết dính hơn. Rồi vàng đều như thế này là được rồi đó. Mình gấp ra mình cho vô cái tô lớn. Quay trở lại, cái nấm đùi gà cũng đã luộc được 10 phút vừa hay chín tới rồi, mình tắt bếp và trút ra. Đổ cho nguội. Rồi mình muốn nấm nhanh nguội thì mình xả qua nước lạnh như thế này. Rồi nấm nhanh nguội hơn. Rồi tiên là xả nguội cái lớp bên ngoài rồi, nhưng mà lớp bên trong vẫn còn nóng. Trong khoảng thời gian chờ cho nấm nguội thì mình giã 20 g gừng. Khi giã gừng mình muốn không gian á, thì mình cho vô một chút xíu muối. Hay mình giã hành tỏi hay là gừng, mình cho một chút xíu muối như thế này á, đảm bảo là giã sẽ không có bị gian heo. Rồi giã gừng nhuyễn xong rồi, mình cho vô chừng 2 muỗng canh nước. Rồi mình lượt lấy nước cốt gừng. Mình nêm gia vị ha, muối hồi nãy mình có cho vô cái gừng rồi á, thành thử ra giờ mình không cho nữa, mình cho vô hơn nửa muỗng cà phê bột nêm chay. 1 muỗng cà phê đường cát, bạn nào có ăn bột ngọt thì mình cho thêm bột ngọt ha. 1 muỗng cà phê nước mắm chay, 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào chay, 2 g bột ngũ vị hương thiên nhiên, 1 muỗng cà phê sốt ớt đồ nướng chay mặn đều dùng được này. Nếu như bạn nào không mua được cái sốt ớt đồ nướng này thì mình bỏ qua, nêm cái ngũ vị hương với nước gừng là đã ra mùi vịt quay chay rồi. 1 muỗng canh dầu hành Baro. Bạn nào không có sẵn cái dầu hành Baro thì mình cho bằng cái hành Baro tươi này cũng được, nhưng mà nhớ cho vô thêm một chút xíu dầu để mà mình ớp cho thơm béo ha. Mình cho thêm vô một xíu tiêu nữa cho dậy mùi thơm ha. Rồi khuấy cho tan cái sốt ớt. Mới chị khuấy cái sốt ớt thôi mà nghe mùi thơm nước mũi luôn rồi. Cái món vịt quay chay này quan trọng ở cái bước pha sốt ha. Rồi sốt tan gia vị rồi, mình để đây quay trở lại. Cái nấm đùi gà cũng đã nguội rồi nè. Cắt cái mũ nấm này ra để chế biến món ăn chay khác, hoặc mình làm để ăn gia đình không đãi tiệc thì mình làm luôn cả cái mũ nấm cũng được. Rồi mình cắt nấm ra như thế này nè. Nhìn vậy chứ cắt dễ lắm các bạn.
mình lạng lạng mỏng mỏng ra như thế này, hay còn gọi là phi lê á. Đó, rất là dễ. Khi cái nấm cong cong á thì mình khứa ra như thế này nè, nấm xẻ thẳng. Rồi xong một cái nấm này nè, rồi mình tiếp tục cắt cho tới hết. Rồi mình cắt xong hết cái nấm này nè, rất là dễ, cho chung vô cái tô lớn này luôn. Rồi mình cho cái sốt ớt vô, mình ớt. Mình cho 2 muỗng canh thôi ha. Rồi cái nước sốt còn lại mình để đây chút nữa mình nấu sốt quét ở bên ngoài cái vịt quay chay, khỏi phải mất công làm sốt khác ha. Rồi trộn ớt cho thấm đều gia vị. Ớp đều gia vị rồi, mình để đây mình ớp 10 phút cho thấm gia vị. Trong khoảng thời gian 10 phút chờ thấm gia vị thì mình pha cái bột để tạo độ kết dính cho vịt quay chay. Ở đây mình sử dụng cái chén nhỏ xíu nè, là nửa chén nước sôi, nửa chén nước lọc. Cho vô 3 muỗng canh bột mì đa dụng số 8 trái táo nè, 3 muỗng canh dung, 3 muỗng canh bột năng. Các bạn tham khảo thêm cái trọng lượng nguyên liệu cũng như là gia vị nêm trong phần mô tả giúp mình ha. Rồi mình nêm vô mấy hạt muối ăn, một chút xíu bột nêm chay cho đều vị, mấy hạt đường nữa, khuấy cái bột cho tan. Cái bột hơi đặc là các bạn, mình cho thêm vô một chút xíu nước ấm. Mình pha bột bằng cái nước ấm á, cái bột sẽ nở dẻo rất là ngon. Cái bột để làm vịt quay chay á thì dẻo đặc đặc như thế này ha. Đó. Nếu như có lỡ lỏng á, thì mình cho thêm bột vô ha. Chứ cái món vịt quay chay này mà mình làm bột lỏng quá ăn sẽ bở nhão không ngon ha. Các bạn lưu ý kỹ cho mình cái điểm này nè. Đây, bột chảy thành dòng như thế này. Rồi, cái phần bột xong rồi mình để đây. Cho bột nở, bột càng nở dẻo càng ngon. Tiếp đến mình sử dụng ở đây là một lá rưỡi tàu hủ ti lá khô. Một lá mình cắt làm đôi ra như thế này. Mình cắt cái dành cứng này đi để chế biến món ăn chay khác. Rồi mình xả rửa cái tàu hủ ti lá này, cho vô cái rổ để như thế này để chút nữa mình lấy cho dễ ha. Hủ tiêu mình nhấn rồi mình rửa như thế này, nhiều khi bụi bặm hay mốc meo á thì cái tàu hủ tiêu sẽ sạch tuyệt đối. Rồi phần tàu hủ tiêu xả rửa xong rồi, tiếp đến mình trải lá tàu hủ tiêu lá ra, mình cuốn vịt quay chay ha, trét lên một lớp bột nè, một lớp mỏng thôi. Rồi mình cho miếng nấm vô, tiếp đến là một lớp bột, tiếp đến là một lớp sườn non chay, cho lên một lớp bột mỏng thôi. Rồi mình xếp lại. Rồi, như vậy là xong miếng vịt quay chay rồi nè. Rồi mình cứ tiếp tục cuốn cho tới hết. Rồi mình cuốn xong hết 3 miếng vịt quay chay rồi nè. Rồi mình quay ha. Chuẩn bị sẵn ở đây một cái chảo dầu. Mình cho vô mình quay ha. Quay trong lửa nhỏ ha. Cô chú anh chị em và các bạn lưu ý là mình quay trong lửa nhỏ để cái lớp bột bên trong chín thẩm thấu. Mình để lửa riu riu như thế này, quay qua mình nấu cái nước sốt luôn ha. Mình cho vô nửa muỗng canh dầu hành ba rô, một chút dầu màu điều,
kia cho dậy mùi thơm. Cho cái chén nước sốt mình chừa lại hồi nãy á, vô đây mình nấu. Tráng thêm vô cái chén này một ít nước. Cho thêm vô chừng hơn nửa muỗng canh tương ớt, không ăn được cay thì mình thay thế tương cà, chủ yếu mình cho tương ớt và tương cà vô để cho cái màu sốt đẹp. Ăn được cay thì mình cho vô một ít ớt sa tế. Cái ớt sa tế này á, mình tự xào từ trái ớt tươi tại nhà nè. Bạn nào chưa xem quan tâm đến công thức á, thì đi vào phần mô tả mình ghim đường link các bạn click vào xem ha. Mình nấu cho tan cái sốt. Mình thích ăn cho ngọt ngọt thì mình cho thêm vô một ít đường phèn hoặc là đường cát. Bạn nào có ăn bột ngọt thì mình nêm thêm bột ngọt. Mình khuấy nấu cho tan cái đường phèn. Như vậy là phần nước sốt đã xong rồi nè. Bếp quay trở lại. Vịt quay chay nở phồng lên nè. Mình thích ăn cho giòn rụm thì quay cho tới như thế này luôn ha. Rồi, tới như thế này, giòn cái bề mặt như thế này mình gấp ra. Rồi mình cho vô giấy thấm, mình thì mình cho vô lá chuối để mà cắt. Để cái vịt quay chay cho nguội bớt đi rồi mình hãy quét nước sốt. Nếu mà mình quét vô liền á sẽ bị xìu. Mình đã quay chiên xong hết cái vịt quay chay rồi nè. Quét cái nước sốt vô ha. Rồi mình quét xong cái nước sốt rồi, mình muốn cho giòn rụm hơn nữa thì mình cho vô mình áp chảo lại ha. Và cái món vịt quay chay này không cần phải cắt bằng dao hay thớt gì hết á, mình cắt bằng kéo như thế này không có bị bể nát, làm món đãi tiệc rất là ngon nè, quá xá hấp dẫn luôn, dai ngon nè, cắt không có bị bể nát ha. Cắt nhỏ ra cũng không bị bể nát luôn nè. Rất là tuyệt vời. Quá xá hấp dẫn luôn. Cô chú anh chị em và các bạn thấy mình chia sẻ món vịt quay chay đại tiệc hôm nay dễ làm, ngon và đẹp mắt nữa thì tặng cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem video thì chia sẻ cho các bạn cùng xem để cùng ứng dụng làm món ăn chay ngon. Thấy ngon thì để lại comment động viên tinh thần để mình sáng tạo món ăn chay mới ngon hơn nữa ha các bạn. Rồi, sau khi mình cắt ra như thế này là bạn nào thích ăn cho nó giòn thì mình cho vô lại cái chảo tráng một lớp dầu mỏng như thế này nè. Chảo không dầu như thế này cho giòn rụm lên. Nếu như bạn nào thích ăn giòn rụm thôi ha, nhưng mà thế này nó cũng giòn rồi nè. Còn mình thích ăn mềm mềm thì mình khỏi áp chảo lại cũng được. Rồi mình xếp cái phần không cần áp chảo lại nè. Nhìn cũng rất là bắt mắt rồi, không cần áp chảo cũng được hết các bạn. Rồi mình gấp cái phần áp chảo lại ra xem nhìn coi có khác biệt chỗ nào không ha. Cũng vậy thôi à các bạn. Và điều mình thích ăn cho giòn hơn thì mình áp chảo lại. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách làm món vịt quay chay đại tiệc đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món vịt quay chay này ăn ngon miệng. Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay.